Hello, hello, bonjour, bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi Thuy Trúc Channel. Nếu như bạn quan tâm đến thời trang chuyên nghiệp thì chắc chắn đã từng xem một số những video clip của mình rồi đúng không? Tuy nhiên là các bạn theo dõi thì cũng biết là thời gian gần đây mình đã về Việt Nam. Mình đã về Việt Nam gần được 3 tháng, không chính xác là được 3 tháng rồi đó. Thì cái nội dung ở trên cái kênh của mình ý thì nó chả có gì liên quan đến thời trang cả, toàn thấy ăn chơi rồi là đi du lịch này kia ấy. Thì đúng là nó không có nhiều cái content về thời trang như các bạn mong muốn từ kênh của mình. Thì đầu tiên cho phép mình xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn. Và mình mong rằng là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và yêu thương mình như những ngày đầu. Bởi vì là các bạn biết rằng là đối với một người mà sống ở nước ngoài lâu, khi về đến Việt Nam thì mình có quá nhiều câu chuyện gia đình để phải giải quyết, rồi là còn tình hình dịch bệnh nữa, cho nên là nói thật là cái thời gian vừa qua thì đầu óc của mình cũng không thể có nhiều tâm trí để làm những cái việc khác được. Thực ra thì đấy, cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng, và thôi thì mình cũng đành phải tự tay tô thắm cuộc sống của mình thôi, đúng không các bạn? Còn video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về một nhân vật. Cái nhân vật này có thể nói rằng là một cái nhân vật chủ chốt, một cái nhân vật khá là quan trọng, một cái nhân vật mà cầu nối đưa thời trang đến gần hơn với giới mộ điệu và người tiêu dùng. Những người mà có thể nói rằng là tất cả những cái gì mà phù phiếm nhất, những cái gì mà thăng hoa nhất mà người ta có thể nhìn vào thế giới thời trang ấy, thì đó chính là những người mẫu, người mẫu, siêu mẫu. Tiếng Anh thì là models, top models, super models, hoặc là tiếng Pháp là mannequin hoặc là top mannequin. Có thể nói là nghề người mẫu sau cái thập niên 80 ấy, cái thời mà gọi là hoàn kim, đã biến người mẫu trở thành những cái superstar ấy, thì người mẫu trở thành một cái tượng đài về cái đẹp mà khiến cho rất nhiều các cái chàng trai, những cô gái theo đuổi cái giấc mơ này. Tại sao nghề người mẫu lại hấp dẫn đến vậy, và cái quá trình hình thành cũng như phát triển của nghề người mẫu như thế nào thì chắc chắn là rất nhiều bạn đang tò mò, đúng không? Thì trong cái video này, trước khi mà điểm mặt những cái người mẫu đình đám ấy, những cái triệu phú đô la tự thân ấy, nhờ vào nghề người mẫu ấy, thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cái khởi nguồn của cái nghề người mẫu các bạn nhé. Mà các bạn đã xem những video trước về thời trang haute couture của mình chưa? Nếu mà chưa xem ấy, thì bấm ngay link ở phía bên dưới và xem ngay đi nhé. Còn nếu như xem rồi thì chắc chắn các bạn còn nhớ đến cái tên của ông tổ ngành thời trang haute couture là Charles Frederic Watts, đúng không? Trước đây khi thời trang đơn thuần chỉ là cái việc may vá quần áo ấy, thì những cái bộ trang phục được tạo ra ấy, thường chỉ được treo lên mắc áo, hay là nơi nào xịn sò lắm ấy, thì được treo lên những cái con canh mà thô sơ được làm bằng gỗ và được phát minh vào đầu thế kỷ 16. Thì đúng lúc này cái thuật ngữ mannequin ra đời. Mannequin thật sự là một cái từ gốc của tiếng Hà Lan, có nghĩa là một cái hình nộm nhỏ bé thì được làm bằng gỗ, và ở đây thì các cái thợ may sẽ làm việc ở trên con canh đấy cho nó dễ dàng trong việc mà may vá hơn. Thế nhưng mà phải đến năm 1858, khi mà cha đẻ của ngành thời trang haute couture Charles Frederic Watts bắt đầu sử dụng chính vợ của mình để mặc lên những cái bộ trang phục, được khoác lên những cái bộ trang phục mà do ông thiết kế ra, thì đây chính là lần đầu tiên mà có một cái việc mà mình có thể nhìn được bộ trang phục được mặc trên người thật. Thế thì có thể nói rằng là chính là Madame Watts chính là cái người đầu tiên, người mẫu đầu tiên trên thế giới các bạn. Và sau đó thì bắt đầu xuất hiện những cái cô gái mà được các cái nhà may sử dụng để mặc những bộ trang phục của họ để giới thiệu đến khách hàng. Thì những cô gái này được gọi là Sozi, hay là những cái búp bê di động. Mãi đến thế kỷ thứ 19 thì nghề người mẫu mới chính thức ra đời, khi mà có một cái trường dạy đào tạo người mẫu chuyên nghiệp của châu Âu được thành lập tại Anh Quốc, có tên là Lucy Clayton College. Đến năm 1949, Lisa Fonsan Grives là chân dài đầu tiên được xuất hiện ở trên trang nhất của tờ báo Magazine Times. Và cũng từ đây thì nghề người mẫu mới chính thức có được vị trí của mình. Thế nhưng mà để trở thành tượng đài của cái đẹp thì chưa đâu các bạn ạ. Bởi vì cái tượng đài của thời trang, tượng đài của cái đẹp của những cái năm 50-60 lúc bấy giờ ấy, thì lại gọi tên những người đẹp như là Audrey Hepburn này, hay là Marilyn Monroe này, hay là công nương Grace Kelly, hay là phu nhân tổng thống Jackie Kennedy. Và sau đó ở thập niên 70 thì thời trang theo đuổi cái sự phóng khoáng của những cái tên như là Jane Birkin, đẹp B. Harry, hay là biểu tượng hippie Ali McGraw. Và cũng phải kể tên đến mái tóc vàng chứ danh của Sarah Fawcett các bạn ạ.
Còn đến những thập niên 80 thì sự nổi loạn của những đỉnh cao âm nhạc như là Madonna, Michael Jackson chính là tiền đề để mở ra một chân trời mới cho thời trang thế giới. Thì cũng chính từ đây thì những cái tên gạo cội Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer và sau đó Kate Moss ở những thập niên 90 trở thành những cô gái vàng mang lại sự hoàn kim cho nghề người mẫu các bạn ạ. Ở cái thế kỷ 21 của chúng ta ấy, thì cùng với sự bùng nổ và sự phát triển của thời công nghệ 4.0 ấy, thì đúng là cái sự phát triển của nghề người mẫu đã đi theo một cái hướng khác. Đã có xuất hiện rất nhiều những triệu phú đô la tự thân nhờ vào nghề người mẫu, cùng với những cái mạng xã hội đã đưa những cái người mà có thể nói rằng là không có chuẩn người mẫu, không có phải trong cái tiêu chuẩn người mẫu mà cũng trở thành những người nổi tiếng và trở thành những cái và có nhiều hơn nữa những cái ngành nghề người mẫu khác nhau. Thì ở trong cái video sắp tới mình sẽ làm nói rõ hơn với các bạn về những cái gọi là có thể nói rằng là những cái ngạch nhỏ trong cái ngành người mẫu, và tất cả ấy thì nó cũng sẽ chỉ trên những cái kinh nghiệm mà mình đã sống và làm việc tại châu Âu thôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào một cái bảng xếp hạng top những cái người mẫu, những cái chân dài đình đám nhất thế giới với những cái thu nhập khủng nhất thế giới. Tất nhiên là chắc chắn là những cái tên này sẽ là những cái tên mà khá quen thuộc với các bạn, bởi vì họ có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn ở trên toàn thế giới qua những cái mạng xã hội của họ. Ở đây thì mình sử dụng những cái số liệu của cuối năm 2019, bởi vì trước khi dịch Covid diễn ra, bởi vì có thể nói rằng là cái dịch Covid đã làm đảo lộn thế giới và thay đổi rất nhiều thứ. Có thể là chúng ta sẽ có một cái bảng xếp hạng sắp tới khi mà thế giới đã trở lại bình thường hơn rồi, và mình cũng rất là mong cái ngày đó diễn ra các bạn ạ. Không biết các bạn thế nào chứ mình nghe đến Covid mình mệt mỏi lắm rồi. Ok, thì để giải thích rõ những cái tiêu chí mà tạo nên cái bảng xếp hạng này thì đây là một cái bảng xếp hạng của báo L'Officiel. Thì trong đó thì người ta đã tính đến một ấy, chính là cái sự ảnh hưởng của người mẫu, của chân dài đó đến thế giới thời trang, đến cộng đồng, có thể nói là cộng đồng khán giả cũng như là cộng đồng người ái mộ của thời trang. Tiếp theo đấy là một cái điều chắc chắn là khi mà mình nói đến người thu nhập thì chắc chắn là mình phải nói đến con số thu nhập. Ở đây sẽ chỉ là những cái con số thu nhập khai báo thôi mọi người nhá. Còn tất nhiên là nó cũng mình không thể biết chính xác là họ kiếm được bao nhiêu tiền, thì đấy là những cái gì mà người ta thống kê được thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn xem cái bảng xếp hạng này thì chắc là các bạn mà đối chiếu với những cái gì mà các bạn biết thì mình thấy là nó khá là đúng, bởi vì trước khi mà làm cái video này thì mình cũng đã đối chiếu khá là nhiều. Và tất nhiên cái cô gái đầu tiên mà phải kể đến xếp ở vị trí số 1 đấy chính là Kendall. Tiếp theo đứng ở vị trí số 2 là một cô gái có một cái mối quan hệ rất là mật thiết mà cũng khá là rắc rối với chị em nhà Kendall, chính là Gigi Hadid. Ở vị trí số 3, Cara có tổng số lượng người follow trên tất cả các tài khoản mạng xã hội là 60,3 triệu người theo dõi, gồm 44 triệu người trên Instagram, 10 triệu người trên Twitter và 6,3 triệu người trên Facebook. Trong khi đó thì ở vị trí số 1 là Kendall thì có đến hơn 212 triệu người theo dõi trên cả 3 kênh mạng xã hội nói trên, gồm có 163 triệu người trên Instagram, 28,5 triệu người trên Twitter và trên Facebook là 16 triệu người. Còn ở vị trí số 2 thì là Gigi Hadid với khoảng 80 triệu người theo dõi. Trong đó thì 67 triệu người trên Instagram, 10 triệu người trên Twitter và 4,3 triệu người trên Facebook. Và tất nhiên là cái số liệu này có thể thay đổi trong thời gian gần đây nữa. Còn ở vị trí số 4 thì gọi tên cựu người mẫu kiêm MC Chrissy Teigen với gần 50 triệu người theo dõi. Trong đó có khoảng 35 triệu người trên Instagram. Tiếp theo đó thì ở vị trí số 5 chúng ta thấy được cô nàng Bella Hadid. Cô em gái cũng không thua kém gì cô chị với tổng số người theo dõi trên Instagram là 43 triệu người. Ở vị trí số 6 là siêu mẫu không tuổi Gisele Bündchen, một trong những người mẫu gạo cội của lượng follow gần 38 triệu người, trong đó có khoảng 17 triệu người trên nền tảng Instagram. Tiếp theo ở vị trí số 7 là siêu mẫu kiêm diễn viên người Mỹ Emily Tarakowski với số lượng người theo dõi gần 35 triệu người. Ở vị trí số 8 thì chắc chắn các bạn không còn lạ gì với cái tên của cô gái này nữa, siêu mẫu kỳ cựu và là gương mặt vàng trong những thập niên 90, Tara Banks. Tổng số lượng theo dõi trên các mạng xã hội của Tara lên đến hơn 30 triệu người, trong đó có 14 triệu người trên nền tảng Twitter. Còn ở vị trí số 9 vào thời điểm
cuối năm 2018 thì đó chính là Hailey Bieber. Nhưng mà chắc chắn đến thời điểm này thì khi mà mình làm cái video này, chắc các bạn cũng thấy rằng là số lượng follower của Hailey đã tăng vọt lên đến 35 triệu người theo dõi. Và tất nhiên là khi về chung một nhà với Justin thì khỏi bàn đến thu nhập của cô gái này nữa các bạn nhé. Ở vị trí cuối cùng, vị trí số 10 chính là cựu thiên thần Victoria's Secret Miranda Kerr. Mặc dù không còn hoạt động trong nghề người mẫu nữa, nhưng chân già này vẫn có một lượng fan hâm mộ khủng khiếp với khoảng 25 triệu người theo dõi trên các nền tảng Instagram, Twitter và Facebook. Vừa rồi là top 10, còn thu nhập thực sự của họ thì sao? Cùng trở lại với vị trí top 1, Kendall. Thì năm 2018 ấy, thì báo Forbes cũng đã công khai số tiền là thu nhập là 22,5 million dollars mà cô gái này kiếm được nhờ vào nghề người mẫu. Và cũng đây cũng chính là con số khủng nhất trong giới chân dài mọi người ạ. Nói chung là quá nhiều đúng không các bạn? Mà đấy là số liệu của năm 2018 nha các bạn. Nghe chưa mấy đứa? 22,5 million dollars. Thì đó, các bạn hiểu ngay rằng là lý do vì sao mà nghề người mẫu trở nên một cái ánh hào quang như vậy đối với giới trẻ đúng không các bạn? Người đẹp ở đi những nơi sang trọng, luôn được khoác lên những bộ quần áo tươi đẹp, lộng lẫy, rất nhiều người cổ vũ, rồi hô hoán, rồi lại còn có rất nhiều tiền nữa, chưa kể là những cái đồ trang sức hay là những cái đồ quần áo đắt tiền mà thường xuyên được khoác lên người. Thì chắc chắn một điều rằng là đương nhiên rồi, nó sẽ trở thành ước mơ của tất cả các bạn trẻ, nhất là những cái bạn mà theo dõi clip này là chắc chắn là hầu như đều có một cái tình yêu với thời trang. Và chắc chắn là trong đâu đó trong các bạn cũng yêu cái đẹp, thì mình nghĩ rằng đấy là chuyện rất là bình thường. Thế nhưng các bạn ạ, cái gì cũng có giá của nó. Không phải những gì mà chúng ta nhìn thấy thì nó sẽ là sự thật đâu các bạn. Nó sẽ chỉ là những cái bề nổi thôi. Còn đằng sau đó, để có được vị trí như những cái cô gái này, cả thế giới chỉ có 10 cái tên này thôi, thì nói thật với các bạn rằng nó không đơn giản đâu. Đằng sau nó là rất nhiều cố gắng, là rất nhiều những góc khuất của nghề người mẫu. Và nói thật với các bạn là nó sẽ là một chọi 100.000, 200.000, chứ không phải là một chọi 200, 300 như thời mình đi thi đại học đâu các bạn ạ. Vì để thành công trong nghề người mẫu ấy, thì cái điều kiện tiên quyết nhất đó chính là vẻ đẹp hình thể. Nhưng mà đó không phải là cái điều mấu chốt, mà nó còn là sự tập luyện, sự cố gắng mỗi ngày. Và hơn thế nữa, có rất nhiều, đâu đó có rất nhiều cái sự may mắn ở trong bước đường phát triển của mỗi người mẫu các bạn ạ. Và tất nhiên là ánh hào quang thì thế thôi, nhưng mà nghề người mẫu cũng là một cái nghề mà gặp khá nhiều những cái điều tiếng. Nhất là mình thấy được ở Việt Nam của chúng ta thì điều đó nó khá là phổ biến. Trong video clip sắp tới, nếu như mà các bạn ủng hộ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn về nghề người mẫu chuyên nghiệp mà mình đã từng có dịp được trải nghiệm, được làm việc ở tại châu Âu. Còn video của mình thì kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này, và nhớ comment phía bên dưới cho mình biết là bạn đã xem đến tận giờ phút này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous, 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 bisous.